Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong, kênh luôn chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế làm vườn chăm sóc cây trồng. Hôm nay mình sẽ vào vườn cam V2 11 năm tuổi của nhà mình đây mọi người nhé. Mình sẽ chia sẻ với mọi người, cùng mọi người tham quan xem vườn có bị lứt hay không. Có rất là nhiều bình luận bảo cam bây giờ V2 lứt quá trời luôn. Thì cam nhà mình biết là có lứt không, mình cũng sốt ruột. Cao Phong mình mưa suốt mọi người, lứt rồi mọi người kìa. Đó, cây cũng sai mọi người nhé, nhưng lứt rồi kìa mọi người kìa. Đó, cây này 2-3 quả lứt rồi kìa. Vẫn lứt, tình trạng lứt không thể tránh được mọi người nhé, nhưng nó có lứt nhiều hay không thôi. Đây, cây nào cũng có lứt rồi này mọi người này, có lứt rồi mọi người nhé. Đấy, mình phun rất là nhiều thuốc chống lứt, phun sữa, phun thuốc chống lứt này, canxi đấy, nhưng mà nó cũng tỷ lệ nó lứt cũng ít mọi người. Đây, như cây này cũng lại lứt đây mọi người, cây nào cũng có lứt, nhưng không biết là vườn của nhà các bạn có lứt nhiều hay không. Đấy, nên đây có quả lứt đây mọi người nhá. Đây này, đấy, lứt này mọi người này. Cây nào cũng có bị lứt, nhưng tỷ lệ chỉ cần nó ít thôi thì là được, chứ còn nếu như nó lứt nhiều là nguy hiểm. Nhưng mà không biết là nhà vườn của các bạn thế nào. Đây các bạn này, đây lại lứt đây. Cây nào cũng có quả lứt. Lứt đây mọi người, lứt này là do cái tình trạng mưa nhiều quá mọi người nhé. Nó mưa nhiều quá, nó thừa nước là cái đầu tiên. Nó thừa nước quá, nó hút nhiều nước, nó ruột nó sẽ lớn hơn, cái thành vỏ nó lại mỏng, nên là nó sẽ bị căng, cái ruột nó lớn, vỏ nó không chịu được thì nó sẽ thành lứt quả này mọi người. Đó. Thứ hai nữa là do nếu như mà độ ẩm không cao, hoặc là vùng nào mà các bạn ít mưa mà đất khô mà vẫn bị lứt thì đó là do bị thiếu chất dinh dưỡng, mất cân đối về chất dinh dưỡng như canxi, rồi là các chất đặc biệt như là chất này, nhất là bo canxi, đó là thiếu cái chất đấy thì nó gây lứt mọi người nhé. Thì như vườn mình đây là độ ẩm nó quá cao mọi người, mọi người nhìn bây giờ đất này không tin, bây giờ bóp ra vẫn còn nước ấy. Cầm này mọi người này, cầm nó còn bết tay này cơ mà mọi người. Đó này, bết xịt tay luôn mọi người. Bết xịt tay luôn, nước nó độ ẩm nó quá cao mọi người. Và đây là mình phun phòng rất là nhiều thì nó cũng lứt loáng thoáng rồi mọi người nhá. Nó cũng lứt loáng thoáng rồi này. Có cây cũng chưa không lứt quả nào luôn, như cây này cũng không lứt quả nào luôn. Đó. Nhưng có cây thì loáng thoáng. Đây. Như cây này có đây, một quả này mọi người này. Đấy. Nó đang hiện tượng là lứt đây, nhưng mà tỷ lệ như này là mình cảm thấy nó ít mọi người nhá. Những cái năm trước đây nhà vườn mình không biết cách, nhà mình phun những cái dòng sữa cộng với cả những bo canxi rồi là các thứ để chống lứt ấy, thì nó lứt dã man mọi người. Mình chia sẻ và tâm sự thật với mọi người, chứ hai vợ chồng mình vào nhặt mình còn chán, mình không muốn nhặt nữa cơ mọi người. Có nghĩa là một gốc một lần nhặt nó rơi vào tầm khoảng 70 quả, cứ một lần nhặt ấy. Mà mình nhớ là cái năm đó là nhà mình nhặt những 3 lần nè, là trong một gốc là cứ đếm, mình đếm một xô luôn, sợ luôn. Mình choáng luôn cái năm đấy mà. Cái năm đầu tiên nhà mình thực thu ấy, là mình không biết cái cách để mình xử lý, cũng như là mình phun nó lứt dã man luôn, xót ruột. Mình cực kỳ là xót luôn, mình còn chán, mình vứt xô đấy, mình không thèm nhặt mọi người nhá. Đó. Nhưng năm nay vào thì nó ít lứt. Đấy như tình trạng. Đây như cây này trong cũng có quả lứt đây mọi người nhá. Này. Đấy, lứt đây mọi người. Mình cũng chia sẻ với mọi người video về chống lứt, mình cũng không bảo là hoàn toàn là chữa được lứt mọi người nhá. Vườn nào cũng sẽ có bị lứt, nhưng cái tỷ lệ nó có nhiều hay là ít thôi, chứ còn nó không thể tránh được cái lứt mọi người nhá. Mình phun thì mình sẽ giữ được, mình sẽ phòng được nó lứt nhiều, nó lứt ít đi cho mình để mình đỡ thiệt hại thôi. Chứ còn không thể nào thoát được cái lứt mọi người nhá. Đó, có cây như cây này lứt quả, cây này thì mé này chưa thấy lứt, không lứt quả nào. Đó, nhưng sang cây này thì lại lứt đây, lại lứt một quả kìa mọi người. Đó, nó cứ loáng thoáng một hai quả như vậy. Nó không lứt nhiều. Như mọi năm lứt dã man luôn, như năm những cái năm đầu tiên ấy. Còn từ những cái năm sau là mình đã biết thì mình đều như này mọi người nhá. Đó. Còn nếu như mà mưa độ ẩm vừa phải, nếu mà mưa ít thì nhà vườn nhà mình còn gần như là không lứt. Như năm ngoái nhà mình còn gần như là không lứt ấy.
Như năm nay thì bắt đầu cũng nứt loáng thoáng như này mọi người nhá. Đấy. Đấy, như cây này không có lứt này, cũng sai nhưng không có lứt quả luôn nhé mọi người nhé. Đây này mọi người, cũng không lứt này. Đấy. Mình phun rất là nhiều chống lứt nên là nó cũng có hiệu quả một phần. Không biết là nhà vườn của các bạn có lứt hay không. Đấy. Còn nếu như mà nhà vườn của các bạn mà làm có kỹ thuật chống được lứt mà không bị lứt tí nào thì thực sự thì mình cũng rất là mong mọi người cho mình ở dưới những bình luận đó, rồi mình cùng chia sẻ, cùng giao lưu, cùng mách bảo nhau để làm trong kinh tế về chăm cam, chăm quýt này. Cực kỳ là mình mong muốn được cái điều đấy lớn nhất, tại vì mình cũng chỉ chia sẻ những cái việc làm thực tế của nhà mình thôi. Không biết là có hiệu quả thật sự đối với mọi người, có khi mọi người nào còn hiệu quả hơn mình thì mọi người xem, ví dụ có những cái bài nào hiệu quả thì mọi người chia sẻ ở dưới bình luận cho mình để mình cùng làm ví như mọi người nhé. Xin có lời cảm ơn tất cả mọi người trước. Còn mình thì mình chỉ chia sẻ lên kênh những cái gì mình cảm thấy nó làm, nó thực sự mình làm và mình cảm thấy nó hiệu quả thì mình chia sẻ với mọi người, không biết là nó hiệu quả đến đâu thôi. Còn mình thấy thì những cái năm đầu tiên nó nứt dã man luôn, nhưng những năm sau này thì mình biết cách mình phun thì không thấy ít nứt luôn. Đấy. Gốc thì không có rụng luôn mọi người nhé, mà những quả lứt là nó phải rụng luôn, những quả lứt là nó sẽ rụng ở dưới gốc luôn mọi người nhé. Đây như mình xót ruột thì mình mới vào đây mọi người nhé, mình vào mình xem đây, nhưng mà cũng có không có quả rụng ở dưới gốc luôn. Đấy. Mà mưa suốt luôn. Đấy, mưa độ ẩm này. Khả năng lần này mình sẽ phải phát sạch cỏ thôi mọi người, không để cỏ, năm nay mưa kiểu này. Đây, như cây đây mọi người, không lứt này. Đấy, không bị lứt mọi người nhá. Đây, cây bị hỏng đây mọi người này. Đó, mình đã cưa cụt đi một cành, bây giờ nó ra lộc kìa mọi người nhìn kìa. Ra lộc tùm luôn, nó đang ra rất là nhiều. Đấy, cây nó cũng bị vàng đấy mọi người, mình cưa cái cành vàng đi thôi mọi người nhá. Còn để lại những cái cành xanh này mọi người. Đấy. Sợ bệnh Gadarin thì mình cưa đi. Cái bệnh Gadarin là nó cũng là do con lấm ở dưới đất nó gây lên, sau đó nó nhờ cái con bọ trĩ dày lâu là nó cứ truyền từ cây này sang cây khác mọi người nhé. Nên là mình phun phòng trì những cái con sâu, con bọ trĩ rồi con dày lâu. Đây cây này cũng nứt này mọi người. Nhưng mà nứt quả bé mọi người. Quả to không lứt, thường thường đúng là quả to hay bị lứt nhất mọi người nhé. Lứt cam là hay quả to nhiều, toàn quả to lứt thôi. Nhưng đây mình chỉ thấy những quả bé bé lứt thôi. Khả năng những quả đấy nó không chịu nổi được thì nó mới lứt mọi người. Đây là mình quay thực tế luôn cho mọi người cùng xem đó mọi người. Vườn này của nhà mình thì nó chỉ có 80 cây thôi mọi người. Cây này ra lộc quá trời. Cái này nó ít quả hơn. Cái này ít quả thì nó ra lọc kìa mọi người nhìn kìa. Lọc nó ra kìa. Lọc này mọi người, dài khượt luôn này. Đấy. Nhện nó bám này. Đây này mọi người, sai nhưng không lứt mọi người nhá. Đây. Thỉnh thoảng có cây cũng lứt mọi người. Lấy cây lứt 1-2 quả. Đây như cây này lứt này, cây này 2 quả lứt kìa. Đấy. Kênh mình là kênh luôn chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế làm vườn, cũng như là muốn giao lưu học hỏi từ phía các bạn nữa. Rất là mong mọi người luôn đồng hành ủng hộ kênh. Mọi người có những bài nào làm chăm tốt về cây cam, mọi người vào nhớ và chia sẻ, cùng nhau giao lưu chia sẻ mọi người nhé. Đấy. Cây này cũng có lứt này mọi người. Đây, nhưng mà lứt của bé mọi người ạ. Lứt của bé. Đây, quả bé, quả to không lứt. Đây này, đấy, 3 quả lứt rồi mọi người, toàn quả bé thôi. Những quả to này không lứt. Những cái năm đầu tiên mình nhớ những quả to này lứt dã man mọi người. Cái quả to này nó lứt thôi. Toàn quả to là bị lứt, còn những quả bé là không. Đấy, nhưng bây giờ lại ngược lại, toàn quả bé bị lứt mà quả to thì không. Đây mọi người nhá. Như cái chùm này đặc biệt nổi luôn này, mọi người nhìn, quả to và quả bé này. Quả bé lứt này, quả to không lứt này. Đấy. Nên là mình cảm thấy rằng mình phun cái sữa cộng theo là canxi mắc rồi là
những cái kali carbonate cho cây. Mình thấy cây nó xanh, mọi người nhìn nó xanh và nó cảm thấy rằng nó cũng đỡ lứt, nó cũng không lứt mấy như những cái năm đầu tiên, thì mình cảm thấy rằng bản thân của mình là mình cảm thấy nó hiệu quả. Thì mình nói là mình hiệu quả thì mình chia sẻ với mọi người. Còn không biết là tùy theo các nhà vườn chăm thì không biết là mọi người chăm thế nào thì có hiệu quả hay không so với mọi người thôi. Nhưng mình đối với mình thì mình cảm thấy rằng là hiệu quả mọi người nhé. Thì mình chia sẻ với mọi người. Còn rất là mong mọi người có những bài và hiệu quả hơn thì mọi người hãy vào bình luận và chia sẻ cho mình, anh em cùng giao lưu. Đấy là cũng là rất là mong cái tình cảm lớn nhất đó, khi mình phát triển kênh mọi người nhé. Đây, cây nạ có quả lứt mọi người nhưng nó toàn lứt quả bé thôi. May không lứt quả to. Đây. Đấy. Đây trên này có quả lứt kìa mọi người. Đấy. Kênh mình là kênh luôn chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế làm vườn, chăm sóc cây trồng. Rất là mong mọi người luôn đồng hành và ủng hộ kênh. Hôm nay mình chỉ chia sẻ với mọi người về cái thăm vườn, xem cam nó có lứt hay không, cũng như là những cái cách để có thể là khắc phục cái bệnh lứt quả này ở trên các nhà vườn. Nếu như mà ai mà chưa biết cách hoặc là muốn làm như kiểu nhà mình thì mọi người xem, mọi người phun có thể phun theo nhà mình được mọi người nhá, cực kỳ là rẻ cũng dễ. Nhưng mà không biết là đối với mọi người có hiệu quả hay không, nhưng đối với mình thì có hiệu quả, thì tùy mọi người. Rất là mong mọi người luôn đồng hành ủng hộ kênh với mình, giúp kênh mình phát triển mạnh hơn nữa mọi người nhé. Đây mình xin nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người.